Thời gian qua, Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng thành lập đoàn công tác trực tiếp làm việc với 40 doanh nghiệp, qua đó nắm bắt quy mô hoạt động, tình hình sản xuất kinh doanh, đồng thời tuyên truyền giải đáp các vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình thực hiện chính sách pháp luật thuế, quy trình hoàn thuế giá trị gia tăng. Theo đó, 6 tháng đầu năm 2024, ngành thuế tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện xử lý 45 hồ sơ đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng, trong đó có một hồ sơ kỳ trước chuyển sang với số thuế đề nghị hoàn là 118,8 tỷ đồng, đã ra quyết định hoàn 24 hồ sơ với số tiền 54,3 tỷ đồng. Không được hoàn 490 triệu đồng. 17 hồ sơ do chưa đủ thủ tục không chấp nhận hoàn với số thuế đề nghị hoàn là 52,4 tỷ đồng, chuyển sang kỳ sau 4 hồ sơ với số thuế đề nghị hoàn 11,5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, ngành thuế cũng đã xử lý chuẩn hóa dữ liệu nộp thừa trên ứng dụng TMS với số tiền ảo trên 1.029 tỷ đồng. Miễn giảm thuế đối với 158.240 hộ ngừng nghỉ kinh doanh theo lập bộ với số tiền 146,8 tỷ đồng. Số thuế giảm do ngừng nghỉ kinh doanh là 6,8 tỷ đồng với 6.438 hộ. Ngoài ra, ngành thuế cũng đã thực hiện các chính sách ưu đãi hỗ trợ doanh nghiệp tổ chức cá nhân kinh doanh theo nghị quyết số 42 năm 2023 Quỹ ban Thường vụ Quốc hội về thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mở nhờn với số thuế giảm 197,3 tỷ đồng, giảm thuế giá trị gia tăng trên 313,5 tỷ đồng theo nghị định số 94 năm 2023 của Chính phủ và giảm tiền thuê đất năm 2023 theo quyết định số 25 năm 2023 của Chính phủ trên 179 tỷ đồng.